Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tâm sự một chút về cái loại công việc mà có thể mình sẽ hướng tới trong tương lai. Thì nếu những ai mà đã xem video của mình từ khi mình bắt đầu làm video về xuất nhập khẩu, về logistics thì mọi người cũng biết là mình từ khi mình ra trường mình chỉ làm cho các cái công ty freight forwarding thôi. Thì cho những ai không biết freight forwarding là gì thì họ là những cái bên mà mua bán cước vận chuyển quốc tế, cái bên trung gian mua bán cước vận chuyển quốc tế, thì họ không sở hữu những cái phương tiện vận chuyển như là tàu, máy bay hay là ô tô hay là xe tải kiểu vậy. Thì họ sẽ liên hệ với những cái bên có cái phương tiện vận tải đó để bán cái cước vận chuyển quốc tế hoặc là cước vận chuyển nội địa cho những doanh nghiệp sản xuất muốn xuất nhập khẩu hàng hóa của họ. Thì từ khi mình ra trường mình chỉ làm cho các công ty freight forwarding thôi. Trong cái khoảng thời gian đó có những lúc mà mình nghĩ rằng mình sẽ nhảy sang cái nhóm doanh nghiệp sản xuất để làm việc. Không phải là vì mình nghĩ là mình đã đủ master hoặc là đủ, có nghĩa hiểu hết tất cả mọi thứ về cái logistics ấy, mà có nghĩa là ở cái thời điểm mà mình nghĩ rằng mình cũng gọi là đủ kinh nghiệm và cũng có được cái lượng mối quan hệ nhất định để khi mà mình sang cái nhóm doanh nghiệp sản xuất mình làm việc thì có cái kinh nghiệm mà xử lý giấy tờ xuất nhập khẩu thì mình cũng có thể theo kịp được theo cái nhóm công việc mới của doanh nghiệp sản xuất, và mình cũng có được cái mối quan hệ để cần những cái loại giấy tờ, để không biết về những cái loại giấy tờ nào thì mình vẫn có cái mối quan hệ đấy để mình kiểu hỏi, để mình biết cái cách xử lý. Còn để có thể master được về logistics thì có nghĩa là mình nghĩ là chắc dành cả đời mất, bởi vì bản thân logistics, bản thân cái vận chuyển quốc tế ấy, nó có chia ra rất là nhiều mảng nữa, thì không phải ai cũng có thể master hết được tất cả mọi thứ về logistics ấy. Tuy nhiên mình có cái ý định đấy khi mà mình bắt đầu hỗ trợ bố mình làm việc xuất khẩu hàng hóa ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu mà làm ở doanh nghiệp sản xuất thì có thể mình sẽ biết thêm được nhiều những cái loại giấy tờ hoặc quy trình khác, hoặc là cái cách mà mình đàm phán với các công ty ở bên nước ngoài ấy. Tuy nhiên là kiểu mình cứ theo cái guồng quay của công việc thì mình cứ làm ở các công ty freight forwarding cho đến khi mà mình sang Canada du học. Thì chương trình học của mình làm supply chain management, có nghĩa là về quản lý chuỗi cung ứng. Thì từ khi mình sang đây học ấy, và kể cả trước đó mình cũng biết là chuỗi cung ứng là nó rất là một cái mảng rất là rộng và nó bao quát tất cả mọi thứ, từ khi xử lý nguyên vật liệu đầu vào cho tới khi tạo ra thành phẩm cho cái đầu ra. Thì logistics nó chỉ là một phần trong cái chuỗi cung ứng, nhưng mà nó cũng đã là một cái phần rất là lớn rồi. Thì sang đây mình bắt đầu lại từ đầu, giống như bao sinh viên ở Việt Nam cũng đang trong quá trình là đang chuẩn bị ra trường tìm việc. Thì ở Canada mình cũng đi học và mình cũng ra trường và mình cũng phải tìm việc. Mình chưa bao giờ có ý định là mình sẽ thu nhỏ cái cơ hội công việc của mình ở Canada chỉ cho những doanh nghiệp về bán dịch vụ logistics. Mặc dù là mình có kinh nghiệm nhưng mình không muốn thu nhỏ cái cơ hội nghề nghiệp của mình trong cái nhóm doanh nghiệp này mà mình được đào tạo ở trường về chuỗi cung ứng. Thế nên mình nghĩ rằng là ở Canada để tìm được một công việc theo đúng chuyên ngành nó rất là khó, nên là mình rất là trân trọng bất kỳ một cái job offer nào theo đúng chuyên ngành của mình. Thì mình sẽ bắt đầu xây dựng cái nền móng nghề nghiệp của mình từ đó. Thì cũng may mắn là mình tìm được một công việc, có nghĩa là mình được nhận offer một công việc cho một doanh nghiệp sản xuất. Thì mình thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình, có nghĩa là thay đổi bản thân, làm việc trong một cái nhóm khác trong chuỗi cung ứng đấy. Thì ngày xưa mình đã làm một số những cái video là nói về cái việc là nếu các bạn có thể hiểu được cái quy trình xuất nhập khẩu quốc tế thì mình nghĩ là các bạn làm ở đâu các bạn cũng có thể theo được công việc. Đến bây giờ cái quan điểm đấy nó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên khi bây giờ bắt đầu mình làm ở cho doanh nghiệp sản xuất ở Canada, mình thấy rằng là mặc dù là mình có hiểu quy trình xuất nhập khẩu quốc tế nhưng nó sẽ có những cái khác rất là nhiều, có những cái giống mà cũng có rất là nhiều cái khác so với khi mà mình làm việc ở Việt Nam. Từ khi mình còn đi học ấy thì các thầy cô nhấn mạnh rất là nhiều về những cái như kiểu NAFTA hoặc là USMCA, bởi vì ở Canada
thì nó sẽ thuộc vào cái vùng North America, là cái vùng Bắc Mỹ. Thì ở cái vùng Bắc Mỹ này chỉ có duy nhất ba nước, đó chính là Canada, US và Mexico. Thì ở đây nó sẽ có cái free trade là USMCA, ngày xưa gọi là NAFTA. Thì khi mà mình làm ở doanh nghiệp sản xuất, cái khi mà mình xử lý cái việc vận chuyển hàng hóa từ Canada sang US nó khác, sang Mexico nó cũng hơi khác. Xong cái cách mà mở tờ khai hải quan cho cái hàng hóa xuất khẩu nó cũng khác nữa. Nó đơn giản hơn rất là nhiều so với việc mở tờ khai ở Việt Nam. Thật ra mình mới làm ở công ty này mới có 3 tuần thôi, mình vẫn đang trong quá trình thử việc. Chứ mình phải cố gắng rất là nhiều để có thể qua được cái khoảng thời gian thử việc ấy. Bởi vì mình rất là trân trọng cái công việc này. Nó là cái công việc mà mình có nghĩa là mình hướng tới, mình rất là muốn muốn làm. Mới chỉ làm ở đấy có 3 tuần thôi, thì đấy là một số những cái mà mình thấy nó khá là khác, đặc biệt là trong cách mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu. Thì cũng không hẳn là mở tờ khai, mà ở bên này nó giống như kiểu là gửi thông tin cho bên hải quan ấy, kiểu như là tôi có cái lô hàng này xuất khẩu thôi, chứ họ không phân luồng như là luồng xanh, luồng vàng hay luồng đỏ, mà họ chỉ có một cái duy nhất là submit thông tin doanh nghiệp xuất khẩu là gì, doanh nghiệp nhập khẩu là gì, hàng hóa là gì, thông tin là gì đấy. Nó chỉ có như thế thôi, họ không phân luồng. Mà cái việc mở tờ khai bên này nó nhanh lắm, chắc chỉ làm trong 2-3 phút ấy. Cứ tất cả những cái lô hàng có giá trị từ 2.000 đô la can trở lên là bắt buộc phải khai báo hải quan. Thì đấy, cái này mình phải xem giá trị hàng hóa là bao nhiêu, sau đó là mình mở tờ khai hải quan trên hệ thống. Nói chung là kiểu làm online nó cũng rất là nhanh, và nó cũng không phải dạng phân luồng mà kiểu phải đi mở tờ khai lên chi cục giống như ở Việt Nam. Mình cứ gửi thông tin lên xong là xong, sau đó là hàng hóa là xuất đi thôi. Còn tất nhiên là nếu mà không có cái đấy thì hàng hóa cũng không thể xuất ra khỏi Canada. Cái này nó sẽ giống với Việt Nam. Thực ra cái này như mình nói là cái quy trình nó khá là giống, chỉ làm cái có nghĩa là những cái chi tiết, cái cách làm nó sẽ khác. Như ở Việt Nam là tất nhiên hàng hóa ra được Việt Nam sẽ phải thông qua hải quan, thì hàng hóa muốn ra được Canada nó cũng phải thông qua hải quan Canada. Thì chỉ là cái cách khai báo thông tin nó khác nhau, cái cách xử lý phân luồng hoặc là cách xử lý thông quan nó khác nhau thôi. Đấy, bên này thì nó sẽ đơn giản cho những hàng hóa xuất khẩu, còn nhập khẩu thật ra mình chưa làm bao giờ, mình cũng không biết, bởi vì mình phụ trách cái phần xuất khẩu ấy. Còn một cái hàng hóa khi mà xuất sang Mỹ, Canada và Mỹ, mặc dù là thuộc cái North America, nó thuộc vào cái free trade USMCA, tuy nhiên là cái mối quan hệ giữa Canada và Mỹ nó là cái mối quan hệ đặc biệt khác nữa, nghĩa là nó sẽ có mối quan hệ thân thiết hơn, sẽ có một cái loại khai báo hải quan riêng để đi qua được border giữa Canada và Mỹ. Thì đấy là một cái dạng khai báo hải quan, có nghĩa là toàn bộ hàng hóa xuất ra khỏi Canada đến các nước khác ngoài khu vực Bắc Mỹ thì sẽ là phải khai báo trên hệ thống cổng thông tin của hải quan Canada. Tuy nhiên hàng hóa mà xuất sang Mỹ và Mexico thì sẽ có một cái loại hình khác. Mình hy vọng là sắp tới khi mà mình làm nhiều hơn, mình học được nhiều hơn, thì mình sẽ chia sẻ ở trên kênh YouTube của mình cho mọi người có thể có thêm thông tin tham khảo. Có thể là cái thông tin của mình nó sẽ không thực sự là các bạn áp dụng trực tiếp vào những công việc các bạn đang làm, bởi vì nếu các bạn làm xuất nhập khẩu ở Việt Nam, các bạn phải theo quy trình ở Việt Nam. Nhưng mình hy vọng là thông qua những cái chia sẻ của mình để mọi người có thể biết hơn về những cái sự đa dạng về quy định, quy trình xuất nhập khẩu giữa các nước ấy, thì mọi người có thể biết thêm, có nhiều kiến thức hơn trong cái quá trình mà phục vụ cái việc xuất nhập khẩu cho công việc của mọi người, cũng như là cái định hướng tương lai về công việc, hoặc là cho những ai mà có ý định sang Canada du học về ngành chuỗi cung ứng hoặc là làm cho doanh nghiệp sản xuất ở bên này, thì cũng có thêm thông tin để tham khảo. Như mình có đề cập trong video này thì mình đang làm cho doanh nghiệp sản xuất, thì trong tương lai có thể là mình cũng cứ theo hướng kiểu làm cho doanh nghiệp sản xuất, cứ đi lên từ đấy ấy. Có nghĩa đây là cái khoảng thời gian để mình xây dựng cái nền móng công việc theo cái nhóm công việc cho doanh nghiệp sản xuất, thì có thể trong tương lai mình sẽ theo cái loại hình công việc như thế này.
Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể email cho mình. Nếu mọi người muốn biết nhiều hơn về cuộc sống ở Canada, về công việc trong cái ngành chuỗi cung ứng ở Canada cũng như là về vận chuyển quốc tế thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những gì mà mình nghĩ là nó có thể bổ ích cho những người xem video thì mình sẽ chia sẻ lên trên đây. Và cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn xem video và ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye!